Bầu Đức bằng cử nhân sao hơn bằng lòng của hàng triệu người hâm mộ. Bầu Đức không thể đáp ứng được tiêu chí bằng cử nhân của VFF nhưng có được bằng lòng của người hâm mộ trong cuộc đấu tranh một người ngồi nhiều ghế ở bóng đá Việt Nam. Nỗi đau của Bầu Đức. Tiêu chí để ứng cử vị trí phó chủ tịch tài chánh của VFF nhiệm kỳ 8 ghi rất rõ, am hiểu và có kinh nghiệm trong hoạt động tài chánh, thương mại, trình độ chuyên môn từ cử nhân trở lên. Không chỉ vị trí phó chủ tịch tài chánh mà những vị trí khác cũng yêu cầu bằng cử nhân, riêng phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đòi hỏi trình độ chuyên môn từ cử nhân chuyên ngành bóng đá trở lên. Sau ta nêu rõ cho người hâm mộ biết rằng, áp tiêu chí cử nhân thì Bầu Đức không có đủ điều kiện để tranh cử vì quá khứ 3 lần thi trượt đại học, một người khác thuộc diện rất thân với ông Đức là phó chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Ngụ cũng tạch vì hai bằng đại học bị thất lạc. Tức cái tiêu chí trên đưa ra xem như loại ông Đức và ông Ngụ khỏi VFF, tạm hiểu là một mũi tên bắn rơi hai vị phó chủ tịch nhiệm kỳ 7. Thế nên, nhìn từ mọi góc độ có thể thấy, tiêu chí mới không phải ngẫu nhiên được thiết lập, phải chăng mục đích nhằm đẩy Bầu Đức rời khỏi VFF. Với một người có gần 20 năm sống chung với bóng đá Việt Nam và trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ngố, Bầu Đức thừa hiểu đang đứng ở đâu trong cuộc chơi mà bóng đá chưa lăn thì có thể đoán được kết quả. Đó là một nỗi đau lớn của một người từng được năn nỉ ở lại nhưng đến lúc cờ tàn thì bị ném đi. Cân nhắc, Bầu Đức từng cho biết sớm nộp đơn nghỉ VFF từ hồi năm 2017 sau thất bại ở SEA Games 29. Thế nhưng, ông Đức không được nghỉ và phải làm hết nhiệm kỳ. Thời gian nắng lại ở VFF, Bầu Đức đã ghi điểm với việc mời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Một người cương quyết nghỉ VFF nhưng bây giờ bắt lỗi chuyện thiếu tên trong danh sách đề cử để làm to chuyện, quyết không nhận bộ và sẵn sàng chơi tới cùng, thậm chí bỏ bóng đá, hẳn Bầu Đức phải rất tức giận và bị tổn thương bởi chính cái tiêu chí mới khiến ông ở ngoài cuộc chơi. Bằng cử nhân sao hơn bằng lòng. Gần một tháng nữa, đại hội VFF nhiệm kỳ 8 mới bắt đầu và Bầu Đức đang khiến cho mọi thứ trở nên rối rắm trong mắt người hâm mộ. Nhưng ngạc nhiên là phần lớn, độc giả của Sao Ta cũng như những người yêu bóng đá Việt Nam đều đứng về phía Bầu Đức. Điều ấy chứng tỏ Bầu Đức rất được lòng người hâm mộ, tất cả hiểu ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có công rất lớn với bóng đá Việt Nam. Hơn hết, Bầu Đức phát pháo không dẹp được mafia thao túng, tôi thề bỏ bóng đá ngay. Nhưng không nói bậy, ông Đức chỉ nói những điều mà những ông chủ khác không dám nói. Quyền chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Lê Công Vinh cũng công khai đồng tình rằng ủng hộ quan điểm của chú Đức để cho bóng đá Việt Nam phát triển, chỉ có ở bóng đá Việt Nam mới có chuyện một người mà giữ nhiều chức đến như vậy. Một ứng viên tranh chấp phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 cũng cho rằng Bầu Đức nói quá hay, quá đúng. Vị này mong rằng những người được quyền bầu cử sẽ đọc và thấu hiểu những gì ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phát biểu. Bóng đá không có khán giả sẽ chết. Người làm lãnh đạo bóng đá không có được sự đồng tình và ủng hộ từ dư luận thì sớm muộn cũng nhường ghế cho người khác. Đó là chưa kể những người trong cuộc chơi không có đủ dũng khí và ảnh hưởng để dám nói chuyện hoạch tẹt như Bầu Đức. Người xưa có câu chiếc áo không làm nên thầy tu, tấm bằng cử nhân không thể làm nên một vị lãnh đạo VFF có tài, đức, tâm huyết. Đúng hơn, những người đứng đầu bóng đá Việt Nam không có tấm bằng nào hơn bằng lòng của người hâm mộ. Bởi điều ấy được đúc kết qua thời gian sự nỗ lực đóng góp được mọi người ghi nhận, chứ không phải qua tấm bằng hay tâm thư kể tỉ mỉ là tôi thế này thế nọ trên nhiều tờ báo. Vậy nên, Bầu Đức không đáp ứng được tiêu chí bằng cử nhân, nhưng quan trọng nhất là có sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ, những người quyết tâm làm bóng đá sạch như Công Vinh. Có được sự bằng lòng này thì ông Đức không dễ thua trong cuộc chiến hiện tại, hãy tin là như vậy, dù kịch hay còn ở phía trước. Bầu Đức, cho tôi hỏi, bao nhiêu khóa vừa qua các quan chức VFF có bằng cấp? Tôi xin lỗi, người giỏi không cần có bằng cấp, quan trọng là làm được việc, mắc mớ gì làm bóng đá cần phải có bằng cấp. Cái này tôi cho là quá, giả sử Bộ Nội vụ, Chính phủ hay luật của Quốc hội đưa ra thì chúng ta đồng ý ngay, còn mình không nên đặt ra điều kiện đó, VFF không có quyền đặt ra nên tôi đề nghị dẹp ngay, làm phó chủ tịch truyền thông chỉ cần đẳng cấp, không cần bằng cấp, hoặc chỉ có thể là một nhóm người nào đó cài vào điều khoản này để loại người khác ra mà thôi. Vụ Bầu Đức bị gạt khỏi danh sách đề cử phó chủ tịch VFF vô tâm hay? Hơn bao giờ hết, chúng ta tin chắc rằng
người dân đang chờ đợi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức lên tiếng về những vụ lùm xùm này. 1. Vụ việc tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho đại hội VFF khóa 8 nhiệm kỳ 2018-2022 che giấu thông tin về việc gạt Bầu Đức ra khỏi danh sách đề cử phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính và vận động tài trợ đã quá rõ, đồng thời giới truyền thông cũng đã phân tích chi tiết về sự kiện này. Tuy nhiên, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao khi trả lời phỏng vấn của báo Người Lao động ngày 21 tháng 3 lại nói vấn đề này Tổng cục Thể dục Thể thao chỉ theo dõi bởi đây là việc của VFF, Tổng cục hiện cũng chưa nắm được tình hình cụ thể, đó chỉ là vấn đề nội bộ của VFF. Vậy VFF muốn làm gì thì làm, sự việc liên quan đến vận mệnh bóng đá nước nhà và người hâm mộ cả nước quan tâm từ ngày 16 tháng 3, thế mà ông, người đứng đầu ngành thể thao Việt Nam trong thời buổi bùng nổ thông tin mà vẫn nói là chưa nắm tình hình dù đã 5 ngày sau. 2. Cũng từ Bầu Đức, người hâm mộ mới biết rõ thêm về ông Trần Tú, người vừa lên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF đã kiêm luôn chức Tổng Giám đốc VPF và nhận thêm chức trưởng ban điều hành V-League 2018. Chưa tính hàng loạt chức danh khác trong bóng đá, futsal, bóng rổ mà ông Tú đã và đang đảm nhiệm, Bầu Đức nói rất rõ tôi sẽ bỏ bóng đá nếu anh Tú trúng cử. Trúng cử ở đây là ông Tú trúng vào chức danh Phó Chủ tịch VFF khóa 8, phụ trách tài chính và vận động tài trợ. Thử hỏi, ngoài việc đảm nhận nhiều chức vụ, có một chi tiết rất đáng lo là nếu trúng cử, khi đó ông Tú nắm giữ toàn bộ tài chính của bóng đá Việt Nam. Nếu như Bầu Đức đã gửi thông điệp rất rõ ràng đến ông Tú, thì trong lá thư gửi đến báo Người Lao động ngày 21 tháng 3, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VPF xin Bầu Đức đừng từ bỏ bóng đá. Bản thân ông Tú phải hiểu rằng Bầu Đức chỉ chấp nhận nếu như ông Tú chính thức thông báo rút khỏi vị trí được tiến cử. Thế nhưng, thay vì cho biết rõ ràng quan điểm là rút tên khỏi danh sách được tiến cử hay tiếp tục, trong thư ông Tú chỉ toàn là những mỹ từ. 3. Đã 5 ngày trôi qua, những lùm xùm của tiểu ban nhân sự cho đại hội VFF khóa 8 không thể đơn giản nói là do sơ suất hay sai sót được. Thế mà VFF vẫn án binh bất động. VFF không yêu cầu ban kiểm tra làm rõ theo điều lệ và quy chế của VFF. Thậm chí ban kiểm tra cũng chưa quan tâm dù rằng bộ phận này vẫn có thể tự mình hay theo đề nghị của các thành viên VFF kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội và nhân sự ban chấp hành khóa tới. Hơn bao giờ hết, chúng ta tin chắc rằng người dân đang chờ đợi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức lên tiếng về những vụ lùm xùm này. Nên nhớ, tại Hội nghị Toàn quốc ngành tổ chức xây dựng đảng vào ngày 19 tháng 1 năm 2018 tại Hà Nội đã bàn về dự thảo quy chế kiểm soát quyền lực và phòng chống chạy chức chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ và nếu không có gì thay đổi, Hội nghị Trung ương 7 sẽ họp và thông qua trong tháng 5 tới. Đây là quy chế để phòng chống và kiểm soát một loại tham nhũng mới, tham nhũng chức vụ, một loại tham nhũng quyền lực nguy hiểm hơn mọi tham nhũng khác và những vô tâm đẩy toan tính chắc chắn sẽ bị đào thải. Chán bóng đá Đông Nam Á, huyền thoại gửi con sang Hà Lan. Nhìn thấy bóng đá Đông Nam Á không có lối ra cho hai con trai mình, huyền thoại Singapore tìm đường gửi con sang Hà Lan chơi bóng. Hai cầu thủ U23 Singapore có thể hình đẹp như tay tại SEA Games 29 và chơi cũng nổi trội hơn nhiều đồng đội, đó chính là hai con trai của huyền thoại bóng đá Singapore, Fandi Ahmad. Sau khi đưa các con sang Tây Ban Nha học đá bóng rồi sang Brunei đá giải hạng nhất, vài năm trở về Singapore chẳng có lối ra, thế là huyền thoại đá Singapore Fandi Ahmad tìm đường xuất khẩu hai con sang Hà Lan để có cơ hội phát triển. Trước đây, Fandi Ahmad từng sang Hà Lan thi đấu cho những câu lạc bộ Groningen, Ajax và từng là đồng đội của Van Persie. Nay người đồng đội cũ của Fandi là John Jan đang làm giám đốc kỹ thuật Groningen nên Fandi Ahmad liên lạc để gửi hai con trai mình sang khoác áo đội tuyển trẻ câu lạc bộ này nhằm có điều kiện phát triển tốt hơn.
Vandiamat có hai con trai đầu là Aifan và Aisan đang khoác áo đội tuyển Singapore U23 vừa rồi tại SEA Games 29. Người con trai đầu là Aifan, 20 tuổi, mang băng đội trưởng đá trung vệ của U23 Singapore, còn người em là Aisan đá tiền đạo. Trong khi đó, người con trai thứ ba của Vandiamat đang học bóng đá tại Anh. Vandiamat có tất cả 5 người con, 4 trai và 1 gái.